nhân cha và con và thánh thần. Nguyện xin ơn sùng đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Kính thưa quý sơ và bạn chị em thân mến, chúng ta bước vào chủ nhật thứ ba mùa chay. Chúng ta đã đi hết một nửa đoạn đường trong mùa chay này. Xin cho những thời gian chúng ta đã đi qua, chúng ta thấy được những thiếu sót trong cuộc đời của mình, và nhất là qua cái thiếu sót đó, chúng ta thấy được mình đang khát Thiên Chúa, mình đang cần đến Thiên Chúa để Ngài xây dựng lại cuộc đời của chúng ta, để Ngài bổ túc những thiếu sót, để Ngài đưa chúng ta trở nên con cái của Ngài. Và trong thánh lễ này, chúng ta xin tạ ơn cầu bình an, cầu cho đất nước xin thoát khỏi dịch bệnh Corona, xin xây nhà bình an, xin được khỏe mạnh. Cầu nguyện cho linh hồn Gioan Kim nhân ngày giỗ và của Madalena, chính linh hồn Maria, tám Gioan, tám Giuse, bốn Pedro, ba Agustino, ba Anton, hai Vicente, hai Anna, Pio, Isabe, Francisco, Domenico, Paolo, Pedro, Chua, Matthew, Gioan Kim, Ine, Martino, Gioan Bautista, các linh hồn trong cơn đại dịch qua đời trong cơn dịch bệnh Corona, các linh hồn nhà an nghỉ, thai nhi mồ côi, tổ tiên ông bà cha mẹ và các linh hồn ở đây y tế, chúng ta dâng lên đẹp lòng Chúa, chúng ta hãy cùng nhau thành tâm sáng nguyện. Lạy Chúa xin thương xót chúng con. Lạy Chúa xin to lòng từ bi Chúa cho chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Lạy Chúa là đấng rất từ bi nhân hậu, Chúa đã từng chi dạy chúng con cách chữa lành những vết thương tội lỗi, là ăn chay ham mình, siêng năng cầu nguyện và chia cơm xẻ áo cho kẻ khó nghèo. Này chúng con nhận biết mình yêu hèn lầm lôi và hết lòng sám hối ăn năn, xin Chúa thương đoái nhìn chúng con và đưa tay nâng đỡ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiện chi cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Lời Chúa trong sách Xuất Hành. Thời đó trong sa mạc, dân khát nước nên đã kêu trách ông Môsê rằng: ông đưa chúng tôi ra khỏi Ai Cập để làm gì? Có phải là để cho chúng tôi, con cái chúng tôi và súc vật của chúng tôi bị chết khát hay không? Ông Môsê kêu lên cùng Đức Chúa: con phải làm gì cho dân này bây giờ? Chỉ một chút nữa là họ ném đá con. Đức Chúa phán với ông Môsê: ngươi hãy đi lên phía trước dân, đem theo một số kỳ mục Israel, cầm lấy cây gậy ngươi đã dùng để đập xuống sông Nil và đi đi. Còn ta sẽ đứng ở đằng kia trước mặt ngươi, trên tảng đá ở núi Horeb. Ngươi sẽ đập vào tảng đá, từ tảng đá nước sẽ chảy ra cho dân uống. Ông Môsê đã làm như vậy trước mắt các kỳ mục Israel. Ông đặt tên cho nơi ấy là Massa và Meriva,
nghĩa là thử thách và gây sự. Vì con cái Israel đã gây sự và thử thách Đức Chúa mà rằng: có Đức Chúa ở giữa chúng ta hay không? Đó là lời Chúa. Hãy đến đây ta reo vui mừng Chúa, tung hô ngài núi đã đổ chi ta, vào trước thanh nhan ta dâng lời khấn tạ, cùng tung hô theo muôn tiếng đàn ca. Hãy cùng nơi tôn nhân cùng bay, tin bước vào kính đấng tạo thành ta, là Đức Chúa ta, ta đây cùng dân ngài, ngài cánh coi như trăng dân đàn chiêng. Hãy Chúa Tổng hôm nay nghe lời Chúa, chưa cương lòng sông lúc ở Massa, ai Meriba xem bao việc ta làm, cổ tiên xưa mạnh tâm gian thử ta. Lời Chúa trong thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Thưa anh em, một khi đã được nên công chính nhờ đức tin, chúng ta được bình an với Thiên Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Vì chúng ta tin nên Đức Giêsu đã mở lối cho chúng ta vào hưởng ân sủng của Thiên Chúa, như chúng ta đang được hiện nay. Chúng ta lại còn tự hào về niềm hy vọng được hưởng vinh quang của Thiên Chúa. Trong cậy như thế, chúng ta sẽ không phải thất vọng, vì Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Người vào lòng chúng ta nhờ Thánh Thần mà Người ban cho chúng ta. Quả vậy, khi chúng ta không có sức làm được gì vì còn là hạng người vô đạo, thì theo đúng kỳ hạn, Đức Kitô đã chết vì chúng ta. Hầu như không ai chết vì người công chính. Họa may có ai dám chết vì một người lương thiện chăng? Thế mà Đức Kitô đã chết vì chúng ta. Ngay khi chúng ta còn là những người tội lỗi, đó là bằng chứng Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Đó là lời Chúa. Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu đến một thành xứ Samari tên là Sychar, gần thửa đất ông Gia-cốp đã cho con ông là Giu-se. Ở đấy có giếng của ông Gia-cốp. Người đi đường mỏi mệt nên ngồi ngay xuống bờ giếng. Lúc đó khoảng
12 giờ trưa. Có một người phụ nữ mặc Samari đến lấy nước. Đức Giê-xu nói với người ấy: "Chị cho tôi xin chút nước uống." Lúc đó các môn đệ của người đã vào thành mua thức ăn. Người phụ nữ Samari liền nói: "Ông là người Do Thái mà lại xin tôi, một người phụ nữ Samari, cho ông nước uống sao?" Quả thế người Do Thái không được giao thiệp với người Samari. Đức Giê-xu trả lời: "Nếu chị nhận ra ân huệ Thiên Chúa ban, và ai là người nói với chị cho tôi chút nước, thì hẳn chị đã xin, và người ấy đã ban cho chị nước hằng sống." Chị ấy nói: "Thưa ông không có gầu mà giếng lại sâu, vậy ông lấy đâu ra nước hằng sống? Chẳng lẽ ông lớn hơn tổ phụ chúng tôi là Gia-cóp, người đã cho chúng tôi giếng này? Chính người đã uống nước giếng này, cả con cháu và đàn gia súc của người cũng vậy." Đức Giê-xu trả lời: "Ai uống nước này sẽ lại khát, còn ai uống nước tôi cho sẽ không bao giờ khát nữa. Và nước tôi cho sẽ trở thành nơi người ấy một mạch nước vọt lên, đem lại sự sống đời đời." Người phụ nữ nói với Đức Giê-xu: "Thưa ông, xin ông cho tôi thứ nước ấy, để tôi hết khát và khỏi phải đến đây lấy nước." Người phụ nữ lại nói: "Thưa ông, tôi thấy ông thật là một ngôn sứ. Cha ông chúng tôi đã thờ phượng Thiên Chúa trên núi này, và các ông lại bảo Jerusalem mới chính là nơi phải thờ phượng Thiên Chúa." Đức Giê-xu phán: "Này chị, hãy tin tôi, đã đến giờ các người sẽ thờ phượng Chúa Cha, không phải trên núi này hay tại Jerusalem. Các người thờ đấng các người không biết, còn chúng tôi thờ đấng chúng tôi biết, vì ơn cứu độ phát xuất từ dân Do Thái. Nhưng giờ đã đến, và chính là lúc này đây, giờ những người thờ phượng đích thực sẽ thờ phượng Chúa Cha trong thần khí và sự thật. Vì Chúa Cha tìm kiếm những ai thờ phượng người như thế. Thiên Chúa là thần khí, và những kẻ thờ phượng người phải thờ phượng trong thần khí và sự thật." Người phụ nữ thưa: "Tôi biết đấng Mêsia gọi là đấng Kitô sẽ đến. Khi người đến, người sẽ loan báo cho chúng tôi mọi sự." Đức Giê-xu nói: "Đấng ấy chính là tôi, người đang nói với chị đây." Có nhiều người Samari trong thành đã tin vào Đức Giê-xu vì lời người phụ nữ làm chứng. Vậy khi đến gặp người, dân Samari xin người ở lại với họ, và người đã ở lại đó 2 ngày. Số người tin vì lời Đức Giê-xu nói còn đông hơn nữa. Họ bảo người phụ nữ: "Không phải vì lời chị kể mà chúng tôi tin. Quả thật chính chúng tôi đã nghe và biết rằng người thật là đấng cứu độ trần gian." Đó là lời Chúa. Kính thưa quý sơ và ông bà anh chị em thân mến, chúng ta vừa nghe một đoạn đối thoại giữa Chúa Giê-xu và một người phụ nữ Samari trong tin mừng theo Thánh Gioan. Và cái bài đọc chúng ta vừa nghe là bài đọc ngắn thôi. Thực sự cuộc đối thoại này rất dài, giữa một người phụ nữ Samari. Dân Samari là một dân mà người Do Thái coi thường, bởi vì đó là dân tạp chủng, nói theo cái nghĩa xấu nhất mà người Do Thái dịch về người Samari. Mà đây còn là một người phụ nữ Samari nữa, thì cái địa vị của họ thấp hèn lắm. Hơn nữa, người phụ nữ này là một người phụ nữ mà trong cái nhìn của người Do Thái, 5 đời chồng và chuẩn bị mà sống với người thứ 6 thì thật sự rất rất thấp. Vậy mà chúng ta thấy Chúa Giê-xu sẵn sàng đối thoại với chị ta. Trong tin mừng, lời tựa của tin mừng Gioan, chúng ta thấy có một câu mà trong mùa Giáng sinh chúng ta hay nghe: Thiên Chúa đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Một Thiên Chúa len lỏi làm hết cách để sống như một con người, cư ngụ đối thoại tới con người chỉ để một mục đích: Ngài muốn đối thoại với con người. Thì chúng ta đọc trong tin mừng Gioan, chúng ta thấy có nhiều cuộc đối thoại, không phải chỉ là cuộc đối thoại chung chung Chúa giảng cho tập thể đó, nhưng là những cuộc đối thoại rất riêng tư. Cuộc đối thoại của Chúa Giê-xu với Nicodemo, một kinh sư, một Pharisee. Cuộc đối thoại với Chúa Giê-xu với một người bại liệt ở Bethsaida. Cuộc đối thoại của Chúa Giê-xu với người mù ở hồ
Siloam và cuộc đối thoại với Chúa Giêsu với người phụ nữ Samari bên thành diễn ra có thế. Chúa Giêsu đối thoại với con người là đó là câu hỏi mà chúng ta đặt ra. Và Chúa Giêsu đối thoại với chúng ta, mỗi lần chúng ta cầu nguyện là mỗi lần chúng ta đối thoại với Thiên Chúa, và Chúa nói với chúng ta là để làm gì? Là để cho chúng ta nhìn ra một Thiên Chúa thật, một Thiên Chúa như Ngài là. Bởi vì tất cả những cái hình ảnh mà chúng ta có về Thiên Chúa nó đều bị bóp méo hết rồi. Dù chúng ta có giỏi cỡ nào, dù chúng ta có thông minh cỡ nào, thì những hình ảnh về Thiên Chúa đều là những hình ảnh do cái sự ít nhiều, do sự phóng chiếu của chúng ta về này. Bởi vì thế, khi chúng ta có một hình ảnh phóng chiếu về Thiên Chúa, chúng ta luôn luôn khắc khoải, hoặc chúng ta đi lệch con đường mà chúng ta đang sống. Và Chúa Giêsu đến để Ngài cho chúng ta thấy Thiên Chúa, giống như bài hát mà chúng ta vẫn hát với nhau: Chúa đã đến cho con người được xem thấy Chúa Cha trên trời. Chúng ta nói thoại với Nicodemo. Nicodemo là một con người, là một kinh sư hiểu biết về lề luật, hiểu biết về Thiên Chúa. Nhưng Thiên Chúa của Nicodemo là một Thiên Chúa hoàn toàn cứng nhắc, một Thiên Chúa không có tác sinh và sinh động, một Thiên Chúa chỉ có luận phạt. Đó đâu phải hình ảnh của Thiên Chúa thật. Chúa đến để gỡ bỏ khỏi Nicodemo cái hình ảnh đó. Chúng ta cũng có nhiều lúc khi chúng ta bình an, khi chúng ta có kiến thức về giáo lý một chút, khi chúng ta được hạnh phúc, thì chúng ta vẫn có một Thiên Chúa cứng nhắc như vậy. Và cái biểu hiện ra bên ngoài là chúng ta xét đoán người khác trên nền tảng của luật rất nhiều, chứ không trên nền tảng của lòng thương xót. Cái hình ảnh của người bại liệt ở hồ Siloam ở Bethsaida là một hình ảnh khác. Đó là tượng trưng cho những người, một hình ảnh Thiên Chúa bị bóp méo. Anh ta bại liệt nên ta nhìn về mọi xứ nó cũng bại liệt như vậy. Một Thiên Chúa cũng có bóp méo rất nhiều, nhất là khi chúng ta gặp khó khăn, là hình ảnh Thiên Chúa bóp méo rất nhiều trong cuộc đời của chúng ta. Giống như dân Do Thái như trong sa mạc, khi gặp khó khăn thử thách một chút thì dân Do Thái lại hỏi với nhau rằng có Thiên Chúa không? Mà chính Thiên Chúa đã dắt họ ra khỏi đất Ai Cập đó, nhìn thấy tất cả những điều đó, cuối cùng chỉ vì một cái khó khăn mà đặt một câu hỏi có Thiên Chúa không? Khi chúng ta bại liệt trong tâm hồn của chúng ta cũng bóp méo về Thiên Chúa. Chúa Giêsu đến để chữa lành cái hình ảnh méo mó về Thiên Chúa. Cái người mù ở hồ Siloam, anh ta mù nghĩa là anh ta không còn thấy Thiên Chúa nữa. Thiên Chúa đã biến mất khỏi cuộc đời anh ta. Ở nhiều lúc trong cuộc đời chúng ta cũng thấy mất Thiên Chúa trong cuộc đời, những đêm tối đức tin như vậy. Vì thế Chúa đã đến để từ từ mở mắt cho anh ta thấy, cuối cùng anh ta nhận ra một Thiên Chúa duy nhất chân thật. Nhưng Ngài không chỉ còn dừng lại ở duy nhất và chân thật, Ngài là còn là một Thiên Chúa hủy mình ra không và giàu lòng thương xót. Thế thì cuộc đối thoại với người phụ nữ Samari ở đây là hình ảnh gì? Người phụ nữ Samari này là hình ảnh của người phụ nữ có năm đời chồng. Ở đây không phải nói về vấn đề luân lý của chị ta đâu. Năm đời chồng nó tượng trưng cho năm cái vị thần mà chị ta đã từng thờ phượng. Chị ta đã trải qua biết bao nhiêu những vị thần trong cuộc đời của mình, và chị ta không thể thỏa mãn, không thể khát, không thể dứt được cơn khát của mình, cuộc đời của mình. Dù ta có quá nhiều Thiên Chúa, nhưng người ta vẫn không có được một niềm hạnh phúc. Chúng ta cũng có quá nhiều vị thần trong cuộc đời của chúng ta. Ít nhất có ba vị thần mà chúng ta vẫn thích, đó là phúc, lộc, thọ. Rồi những vị thần tình yêu, những vị thần gia đình, những vị thần công danh, những vị thần sự nghiệp. Chúng ta cũng có một số lô các vị thần. Chúng ta cũng đi chạy đi tìm những cái vị thần đó, nhưng chúng ta cũng cảm chẳng thấy có hạnh phúc. Chúng ta vẫn cứ khắc khoải. Có một câu chuyện kể rằng, người ta nói rằng khi chúng ta còn trẻ, chúng ta có sức khỏe, còn nhỏ chúng ta có sức khỏe, chúng ta có thời gian, nhưng mà chúng ta lại không có tiền bạc. Khi chúng ta trưởng thành, chúng ta đi làm rồi, chúng ta có tiền bạc, chúng ta có sức khỏe, nhưng chúng ta không có thời gian. Khi chúng ta già rồi, chúng ta có thời gian, chúng ta có tiền bạc, và nhưng chúng ta lại không có sức khỏe. Và chúng ta cứ chạy đi lẩn quẩn đi tìm.
Thế thì cuộc đối thoại ngày hôm nay giữa người, giữa Chúa Giêsu và người phụ nữ này ngay bên bờ giếng cho chúng ta thấy được cái khác. Cái khác thứ nhất là cái khác của con người. Người phụ nữ này khác. Chúng ta đã khác, cuộc đời của chúng ta khác hạnh phúc, và chúng ta cố gắng đi tìm nó ở bất cứ nơi nào chúng ta gặp được, bất cứ con người nào chúng ta có thể gọi là yêu mến. Và cuối cùng, chỉ có Chúa Giêsu mới làm cho chị ta thỏa mãn cơn khát, ban cho chị nước hằng sống. Nước hằng sống ở đây không phải chỉ diễn tả về nước đời đời đó. Nước hằng sống ở đây đó chính là lời của Đức Kitô nói với chị, cái giáo huấn của Đức Kitô nói với chị, cái cuộc đời của Đức Kitô đụng chạm đến con người của chị. Và ở đây chúng ta thấy có một cuộc đối thoại rất tuyệt vời, giống như là một cái bập bơi. Mới đầu Chúa Giêsu ngài hạ mình xuống dưới thấp xem chị để xin chị một chút nước. Rồi từ từ cái bập bơi nó ngang, Chúa Giêsu nói chuyện với chị trong cuộc đời của chị. Tôi biết chị, tôi biết chị có năm đời chồng và chị đang sống với một người thứ sáu mà chưa gọi là chồng. Chị Chúa Giêsu đi vào trong tâm hồn và cuộc đời của chị, đặt mình ngang bằng với chị. Và cuối cùng Chúa Giêsu chở một cái bập bơi hơn, chị ta nhận ra Chúa Giêsu là đấng ban cho chị ta lời hằng sống. Chính cái lời của Đức Kitô làm cho chị ta thỏa mãn cái cơn khát. Chúng ta nhìn vào các thánh cùng mình, chỉ một câu nói của Chúa Giêsu thôi làm cho các thánh trở nên những con người thỏa mãn cái khát vọng cuộc đời của mình, trở thành giếng nước cho người khác. Một câu nói của Chúa Giêsu được lời lại cả thế gian và mất linh hồn thì ít nhiều, làm thỏa mãn cơn khát của Francisco Xavier, khiến thánh Francisco Xavier trở thành giếng nước đóng tại đất Ai, Ấn Độ cho mọi người. Một câu nói của Chúa Giêsu biến thánh Teresa hài đồng Giêsu trở thành một giếng nước cho chị em trong dòng của mình. Tất cả những lời Chúa Giêsu đều làm cho chúng ta thỏa mãn cơn khát. Cơn khát thứ hai đó là cơn khát của Thiên Chúa. Thiên Chúa tìm kiếm con người thờ phượng trong thần khí và sự thật. Thiên Chúa không tìm kiếm chúng ta trong những ngôi đền thờ quý nga, những thánh điện lộng lẫy, những của lễ ê chề. Những cái đó đâu phải là điều mà Thiên Chúa muốn. Ngài muốn một con người được thờ phượng trong thần khí và sự thật. Nhưng quá ít người thờ phượng trong thần khí và sự thật. Chúng ta thích xây những ngôi đền thờ quá lớn, nhưng ngôi đền thờ quá lớn đó để cuối cùng chúng ta lại không đi nhà thờ. Chúng ta có những điều cuộc hành hương quá dài, nhưng qua những cuộc hành hương đó chúng ta làm gì? Chúng ta chỉ ngắm phong cảnh, chúng ta chỉ chụp hình lưu lại. Nhưng đến một điều hành hương để cầu nguyện, để sám hối, để thờ phượng thì lại không có. Chúng ta có những của lễ quá lớn dâng lên cho Thiên Chúa, nhưng cuối cùng của lễ lòng của chúng ta lại không có. Chúa đi tìm kiếm ngài cũng khác đó. Ngài khác con người thờ phượng ngài trong thần khí và sự thật, nghĩa là thờ phượng ngài như con với cha. Chúng ta được mời gọi trong Chúa Giêsu thứ ba mùa chay, hãy khám phá lại cơn khát của chúng ta. Chúng ta đang khát Thiên Chúa thật mà, nhưng chúng ta không biết điều đó. Chúng ta đi chạy đi kiếm hết chỗ này tới chỗ khác, và chỉ có sự sám hối ngồi lại, chúng ta mới thấy được, tìm kiếm lại được Thiên Chúa của chính cõi lòng của mình. Xin cho chúng ta tiếp tục trò chuyện với Đức Kitô. Mọi người chúng ta hãy trò chuyện với Ngài, và từ đó chúng ta khám phá ra Ngài chính là nguồn nước mà chúng ta cần. Ngài chính là tất cả mà chúng ta cần. Và khi chúng ta là khám phá điều đó thì chính chúng ta lại trở thành nguồn nước cho gia đình, cho mọi người xung quanh của mình. Xin Chúa chúc lành cho một tuần sống của chúng ta, và xin cho tuần sống này đó là tuần mà chúng ta sẽ trò chuyện trực tiếp với Đức Kitô, Thiên Chúa và là Thầy của chúng ta. Amen. Xin cộng đoàn đứng lên, chúng ta tuyên xưng đức tin của chúng ta. Tôi tin kính Đức Chúa Trời, Thank you.
thương và muốn tặng ban cho chúng ta nguồn sống là chính con một yêu dấu của người. Trong tâm tình cảm tạ và khát khao nên công chính để được sống đời đời, chúng ta cùng một ý dâng lời nguyện xin. Tình yêu Thiên Chúa là nền tảng cho niềm cậy trông của con người. Xin cho mọi thành phần trong hội thánh biết tận dụng thời gian của mùa chay để sám hối trở về với Chúa và luôn làm chính tá sống động cho tình yêu của Chúa giữa thế giới hôm nay. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Thiên Chúa muốn nhân loại thức tỉnh và trưởng thành hơn qua thử thách. Xin cho mọi người trên thế giới đang phải đương đầu với dịch bệnh COVID-19 biết ý thức bảo vệ bản thân cũng như cộng đồng và nỗ lực cộng tác với nhau hầu đẩy lui dịch bệnh. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Nhờ đức tin và bí tích chữa tội, người ta được dẫn đưa vào đời sống ân sủng. Xin cho mọi Kitô hữu biết ý thức củng cố và nuôi dưỡng đức tin, luôn gắn bó mật thiết với Đức Kitô qua đời sống cầu nguyện và siêng năng nhẫn nhận các bí tích. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Thiên Chúa muốn chúng ta thờ phượng người trong thần khí và sự thật. Xin cho mọi người trong cộng đoàn chúng ta ngày càng trưởng thành hơn trong đời sống đạo, luôn dấn thân trong mọi sinh hoạt của cộng đoàn và tích cực tham gia các hoạt động bác ái xã hội. Chúng ta cùng cầu xin. Lạy Chúa là Đấng Cứu Độ và là Cha chúng con, xin nhận lời chúng con cầu nguyện và ban ơn Thánh Thần, giúp chúng con biết thờ phượng và phụng sự Chúa cho phải đạo, hầu đang được hưởng sự sống muôn đời mà Chúa hứa ban cho Đức Giêsu Kitô, người hằng sống và hiện trì muôn đời. Em hãy cầu nguyện đến nghi lễ của tôi và cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, nhờ cứu nhân của lễ này xin tha thứ tội lỗi chúng con đã phạm và giúp chúng con biết thật tình tha thứ mọi lỗi lầm cho anh chị em chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Chúa cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Cha chi thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng phải đâu. Và xin ơn tu đồ cho chúng con nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Khi người phụ nữ Samari cho nước uống, người đã ban cho bà đức tin, vì người tha thiết ước mong bà tin vững mạnh nên đã đốt lên trong lòng bà ngọn lửa yêu mến Cha. Vì thế chúng con xin dâng lời tri ân cảm tạ và hợp với các thiên thần các thánh, chúng con lên tiếng ca ngợi uy quyền Cha và tung hô rằng: Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con ngài Thiên Chúa dùng hơn thánh thật Chúa thánh hóa như của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thời thức ấy sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cứu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đương tiên. Vậy lạy Chúa, khi kinh nhà con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cùi đồ đều tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xin đang hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phận mình và mau Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa thánh thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giao Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám Mục Giuse chúng con, Đức Cha Louis và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến tôi tớ Chúa là Gioan kiêm nhân ngày giỗ và của Magdalena, chín linh hồn Maria, tám Gioan, tám Giuse, bốn Pedro, ba Augustino, ba Anton, hai Vicente, hai Anna, Bio, Isabe, Francisco, Domenico, Paolo, Epertua, Matteo, Gioacchim, Ine, Martino, Gioan, Bautista. Các linh hồn đã qua đời do nạn dịch Corona, các linh hồn nhà an nghỉ, thai nhi, mồ côi, tổ tiên, ông bà, cha mẹ và các linh hồn. Mà Chúa đã đổi ra khỏi đời này về với Chúa, xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thay được vào hướng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bạn trăm năm của Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ
ở người với người và trong người, mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cụ thể và theo thể thức người dân, chúng ta dám nguyện. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đáng khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiên trị muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Bà anh chị em hãy chúc bình an. Chiên Thiên Chúa đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa.
Chúa đã cho chúng con tuy còn ở dưới thế được nếm thử lương thực trên trời. Xin cho mọi người chúng con biết đem cả cuộc đời hiện tại biểu dương những kỳ công tuyệt vời mà Bí Tích Thánh Thể vừa thực hiện nơi chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thưa công đoàn, xin đọc một phần thông báo. Lễ thiếu nhi 8 giờ sáng nay tính tâm mùa chay cho thiếu nhi do cha John Sita Ngô Hữu Tiến giảng lễ. 4:50 chiều nay giờ cho được thường lệ. 5:15 chiều nay lễ cho công đoàn như thường lệ. Và đặc biệt 7 giờ tối tính tâm mùa chay cho giới trẻ. Buổi thứ ba là buổi chót. Thứ năm 19 tháng 3 lễ Thánh Giuse bổn mạng của Giáo hội Việt Nam, của Đức Tổng Giám mục Sài Gòn, của Đại chủng viện Sài Gòn, của các hội dòng Minh Thánh Giáo. Lễ sáng đồng tế mừng bổn mạng của bản thân tôi, cha Vũ Vinh Trực, cộng đoàn Minh Thánh Giáo Gò Vấp, khu viện Thánh Mẫu, cộng đoàn Minh Thánh Giáo Phan Thiết. Anh chị em tham dự để cầu nguyện cho chúng tôi và chúc mừng và kính mừng Thánh Giuse. Xin Thánh Giuse luôn bảo trợ cho giáo hội, cho dân tộc Việt Nam. Tuần sau Chủ nhật 22 tháng 3 10:15 để cứ cho anh Phạm Minh Phúc với chị Phạm Thái Huyền Trân ca đoàn hôn hát lễ. 4:50 chiều giờ cho những thường lệ. Tòa Tổng Giám mục mới ra thông báo tạm ngưng tất cả các lớp giáo lý trong giai đoạn lây lan dịch bệnh, theo dõi thánh lễ trực tuyến, không thể thay thế cho việc tham dự phục vụ trực tiếp. Thì anh chị em đến dự lễ tại nhà thờ Hòa Hương cảm thấy an tâm nên áp dụng một số biện pháp an toàn, xin rửa tay với nước sát trùng trước khi bước vào nhà.
nhà thờ chúng tôi có đặt những cái bình sát trùng, anh em có thể rửa tay mỗi tuần, xịt thuốc khử trùng chung trong nhà trong nhà thờ, khẩu trang miễn phí dành cho người xin tội. Phong thư xin giúp trùng tu nhà thờ chính tòa Sài Gòn đã được gửi đến các gia đình. Xin anh em dành tiền tiết kiệm mùa chay của phục sinh để giúp đẩy mạnh tiến độ trùng tu nhà thờ Đức Bà. Có lẽ xin thêm một cái chuyện là có hai nhà thờ được yêu cầu là tạm ngưng sinh hoạt trong 14 ngày, đó là nhà thờ Vĩnh Hòa thuộc giáo hội Phục Hồi chúng ta và nhà thờ Sao Mai thuộc giáo hội Chí Hòa, bởi vì hai nhà thờ này có người giáo dân tiếp xúc với cô bệnh nhân số 34 ở Bình Thuận. Anh giáo lý viên ở giáo xứ Sao Mai thì bị nhiễm dương tính, còn cái ông phó chủ tịch hội đồng giáo xứ Vĩnh Hòa và ông em thì đang được bị cách ly, nghe nói rằng là âm tính, còn thằng ông anh thì chưa có. Đã cầu nguyện cho hai nhà thờ đó toàn được bình an, cho nên cũng hai nhà thờ nói chuyện cũng là cũng tạm ngưng sinh hoạt trong 14 ngày. Qua đó thì các nhà thờ khác chúng ta cũng phải đề cao cảnh giác, nếu có những trường hợp nào xảy ra thì phải thông báo ngay cho chính quyền ở địa phương để cách ly, để đừng ảnh hưởng tới nhà thờ tính đến của nhà thờ giáo sư mình. Thế nên là chúng tôi cố gắng để làm sao cho nhà thờ được có cái môi trường thanh sạch an toàn, anh chị em tới đây có thể an tâm. Để chúng ta hướng về màn hình để chúng ta đọc tin